tài tử Hường Hường Công hay Hàn Quốc muốn làm tài tử gì? Con nhà đây đó à? Làm tài xế. Ba này nó bị gala nhập rồi. Bị đòi ăn ở sao bị đòi đồ. Làm đi chứ. Làm về bắt tôi là sao lợi dụng hả? Ai bớt hết là bớt đúng chỗ. Dính chưa? Đúng chỗ. Không lộn đi. Dính chưa? Trời ơi, bị kẹt đường là sao? Chưa, hậu quả của đi trễ. Trên đó đã không mà bị kẹt đường rồi. Lại đen là lớn chuyện. Ba nó bị trắng rồi. Bên lên đó nó bị gì á? Chị qua đây các bạn nó đi được. Là sao? Cái kỳ thị chiều. Kỳ thị xe đẹp. Kỳ thị người nổi tiếng vậy ha. Nổi tiếng đi đâu bị kỳ thị đó đâu. Xe đẹp xin đánh hết nhiều. Đau đớn. Trời, cái đồ đẹp đẹp quá à. Trên núi nó có cục đá kìa. Vậy mà một giờ đêm lạ quá. Trên núi có cục đá lạ. Ê, chuyện lạ không? Trên núi có cục đá kìa. Ủa sao tự nhiên chỗ đó nó bị kẹt kìa? Thấy cái gì đó? Cục đá đi chứ. Dùm coi nó đá nó gì chứ. Chỗ đồ vô đẹp quá, đường đi đẹp quá. Quay hay. Đang quay. Wow, hai cây hai bên. Welcome. Trời ơi, đẹp quá. Welcome Panda Family. Thật là thơ mộng. Thật là mỏi tai. Thật là thơ mông. Cô gái thơ mông bên Bích Lượng. Ai hả mông? Cô gái nào hả mông? Cô gái thơ mông. Rồi phát lên tím. Cái thằng lừa tình này nó Ngọc quá. Ờ, xin nội ăn. Bỏ giùm, cảm ơn. Con nói 200 ngày. Thử thêm cái. Má nói đi. Hỏi gì? Ốc bánh đè. Ba bánh đè. Ba che mình. Ba màu. Một màu nè, màu xanh. Màu có biển. Màu có biển.
mà có chiếc nhảnh, mà có chiếc nhảnh nè, mà có lỏng mọn nè, mà có chị chung hai thủy, chung thủy ui vào gạo luôn không muốn vậy mà mới coi coi không để chị hai gom chai mới nhận nhận được đâu mà không gom ra muốn à. Không, thằng này nó tóm gọn này nó có một muối một à. Nó no, đồ. Nó đồ mà nó có một muối, nó không có sáu muối. Hai hai con chó sáu muối rồi hai. Nó đồ mà nó không có chắc, nó có một muối à, nó không có rõ ràng sáu phát. Ông kia là sáu muối rồi. Ông nào? Đó tao thấy cái thằng nằm buồn xanh nó sáu cái bà xù nó lội. Cái thằng tao thấy khổ chứ. Bay biển. Rồi. Bay biển. Ta biển. Ta biển. See you. See you. Cà rem. See you cà rem. Cà rem ăn keo. Bay biển. Bay biển đi. Thôi 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 thôi. Một, biển. Hai, ba. Biển. Bay biển. Phải dạy thế nè. Bay biển. Nghe, nghe lệnh, nghe lệnh của thật okay, nè. Nghe thật. Khóa từ từ, khóa thật thật, chờ em chút thật. Thật thật, kiểu nào thật. Nghiêng, nghiêng, tay vô, tay vô, tay vô. Rồi. Thôi chứ, nghiêng. 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 Chào. Bay biển. Bay biển. Bay biển. Thật. Thật không thuốc chưa thật. Uống rồi mà nó tan. Không, hồi nãy chết với biển. Hồi nãy thật xuống biển thật chết rồi phải không? Uống rồi mà tan. Ê ba cái em để chụp cái biển rồi. Chết chà quá. Cộng dây luôn. Vô ta, vô ta. Quá nha. Rồi thế là lại thêm một không mất độ không có đi. Ơi ơi lụm được hai cái súng. Hai cái súng lụm lên rồi. Ừ. Hai cái súng lụm rồi hả? Đã lần cầm cái gì vậy? Cái kéo quỳ kéo quỳ. Gió nó heo heo nó buồn. Ngủ đi. Biển cuối nha. Ờ hết đi. Cỡ. Trời thấy gớm không? Mất cỡ. Đồ quỷ. Mặt già như cái cà rồi mất cỡ. Mấy Yến hay nói vậy. Vậy hả? Mặt già như cái cà rồi mất cỡ. Không thấy đường hả? Không phải đeo vậy nó đó, không phải đâu yêu. anh này anh cầm cho tao bồ đấy ha. Dạ đây cái cần của Phương nè. Là cái cần của Phương nó được đóng lại đó. Cướp à rồi hết rồi dạ, cho miếng gió luôn dạ trời nó sai nó phi công phụ với đúng đúng ừ, có nhiệm vụ mất bằng nhung á ai mày chạy đi chừng nào bà nói đi chứ mày đâu mình tình bà hoài vậy nhớ là chịu người tình của con chịu nè nó ngồi giờ không ngắm bà hoài đáp vô ai chiếc mô tô trên nó chạy ê mô tô mặc mặc ôn cột kìa nhìn giống mấy chiếc binh phò Việt Nam đó thụ hàng quá. Ờ giống mấy chiếc xe chở heo sáng sáng thôi nó diễn tả đi con xe kéo heo á chịu. Ừ đúng rồi. Em mua mấy chiếc mà chạy đường cát á. Rồi, mình đâu tay nóng rồi đó mình. Ờ. Thì em biết là mình chạy lên sân phan rồi. Quên hả? Chơi mệt, chơi mệt thì nó hai đứa nó hay buồn ngủ lắm á, chạy cũng thật. Có mẹ ngồi kế bên rồi đó. Chiều quên đó hồi nãy được chị lái cho. Không sao. Thằng chịu lái xe nhiều nó đuối. Lúc lái xe không sao mà lái xong lái xong mới đuối ừ đuối thì vô xích đi vô xích đi chị lái cho chị không lái xong mới đuối ừ thì bởi vậy mày về mày đuối cái mặt mày xấu lắm kiếm kiếm chỗ đi chị lái cho nha mày về bằng bộ đó mà mày đuối sao chịu nổi không sao chạy lát hồi nại mệt nói chịu vô đi chịu giờ đây đừng chắn vô đi chịu sao vậy chị lái cho sợ hả không sợ em mệt á không có đâu không em lái lì luôn sao từng với thật mà đem lái cho ờ đem lái hôm nay đàm phán hơi nhiều cho nên sơn đàn ông với trai để làm gì để lái xe chứ giỏi rồi cho em lái đi chị thôi giờ thạch chuyển tài cho thạch ờ ok lắp ở đây nè đây có lời chết mẹ rồi hai cánh hai chai kiến chú hậu rồi ok.